Hello, xin chào mừng tất cả anh em đã đến với kênh YouTube của Tokyo Online. Và hôm nay cậu Vàng sẽ có một video trải nghiệm một con game mobile vừa lạ nhưng cũng vừa quen. Con game này có tên gọi là Gunny Origins, một con game cũng vừa ra mắt phiên bản Alpha Test tại thị trường Việt Nam. Tại sao gọi là Gunny Origins? Bởi vì anh em đã biết là Gunny là một trong những con game bắn súng tọa độ rất là lâu đời tại Việt Nam rồi. Từng ra mắt cách đây vào năm, cách đây khoảng 12 năm rồi, vào năm 2009, đúng không nhỉ? Đúng rồi, 2009. Và sau này thì có rất nhiều phiên bản từ trên PC, trên web cũng như là trên mobile. Và nay cái con Gunny Origin này là một cái phiên bản dành cho thiết bị mobile. Nhưng mà sẽ đúng như tên gọi của tựa game này, Origin, tức là đưa về một cái lối chơi thuần chất nhất từ cái phiên bản đầu tiên năm 2009. Tức là phải hiểu là con Gunny Origin này, anh em có thể hiểu đơn giản là con Gunny Origin này là một con game được làm lại giống cái phiên bản 2009 để mang đến cho những game thủ mà từng yêu thích Gunny tại Việt Nam một cái trải nghiệm gọi là, mình có thể nói một từ đó là hoài niệm. Đó, thì con game như mình đã nói là cái phiên bản đây, cái phiên bản Gunny Origin này thì hiện đang alpha test trên cả hai nền tảng là iOS lẫn Android, bắt đầu từ lúc 9 giờ ngày 9 tháng 12. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm cái con game Gunny Origin này để xem là đúng kiểu là Origin hay không. Đấy, có đúng là hồi xưa, đúng cái phiên bản 2009 hồi xưa hay không. Ok, bây giờ thì mình sẽ vào game nha. Giới thiệu hơi dài dòng một chút như vậy. Rồi, hồi xưa thì mình cũng có chơi Gunny các bạn, nhưng mà thật sự là, tức là mình chơi từ hồi đầu á, nhưng mà lâu lắm rồi mình không nhớ rõ lắm nên mình không thể so sánh quá kỹ được. À, nhưng mà thôi, đây chúng ta sẽ có một cái cốt truyện này. Wow, cái này không bỏ qua được nha. Một cái đoạn intro cốt truyện làm theo kiểu phong cách 2D thôi, nhưng mà cũng khá là hoành tráng. Cái này không bỏ qua được anh em ạ, bắt buộc phải xem này. Đấy, đợt này thì alpha test, và trong hình như là đầu năm 2022 thì cái phiên bản Gunny Origin này sẽ chính thức ra mắt nhá. Mình không rõ là nó sẽ có phiên bản dành cho PC hay không, nhưng mà hiện tại là mình đang trải nghiệm bằng thiết bị mobile nhá. Các bạn hãy chơi đăng ký trải nghiệm alpha test trên cả iOS lẫn Android. iOS thì các bạn sẽ dùng test flight. Mình sẽ để một cái đường link ở phần mô tả ấy để các bạn click vào trang landing. Ở cái trang landing này anh em có thể tải game nhá. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu này. À, cái đoạn đúng rồi, cái đoạn cốt truyện này y hệt hồi xưa này. Cái đợt mình đợt 2009 Gunny cũ ấy. Đúng rồi, là cái đoạn này này. Ồ, chuẩn rồi. Cái giao diện ấy nó cũng làm rất là giống bản bản cũ. Tuy nhiên là vì đây là game mobile ấy nên là tất nhiên là cái thao tác nó sẽ được thiết kế lại một chút. Tức là đây, chúng ta sẽ có cái phím chỉnh. Đó, cái phím chỉnh và cái phím bắn này. Nó được thiết kế sao cho cách chơi vẫn là cách chơi mobile nhất. Nhưng mà túm lại thì mình thấy là về phần cốt truyện này, về phần giao diện cơ bản ấy, các cái thanh, cái thước đo lực, rồi những cái thước ngắm, rồi cái đây là kỹ năng nộ khí này. Đó, mọi thứ thì rất là giống bản Gunny đời đầu. Đấy, hệ thống nhân vật cũng như vậy luôn. Ồ, đấy, như vậy là anh em có thể yên tâm là cái đúng tên gọi là Gunny Origin nhá. Tức là cái phiên bản này sẽ mang đến cho anh em một cái trải nghiệm rất là giống con Gunny đời đầu. Ok, như vậy là chúng ta đã xong cái phần gọi là phần hướng dẫn chiến đấu rồi. Đấy, cốt truyện là y hệt bản Gunny đời đầu luôn nhá anh em nhá. Những cái bản Gunny đời sau thì nó sẽ có một cái cốt truyện mới hơn, đồ họa nó nhiều hiệu ứng hơn. Mình cũng chưa phán xét là cái đồ họa game này thì những cái hiệu ứng chiến đấu nó có đẹp hơn không, hay là nó vẫn giữ nguyên như là Gunny 2009. Đó, cốt truyện này. Thánh địa Gunny, học viện Gunny này. Ồ, cốt truyện rõ ràng luôn nhá. Đây rồi. Đây, chúng ta sẽ có một cái giao diện hết sức là quen thuộc. Ờ, đúng rồi này. Cái đoạn này mình vẫn nhớ này, đợt 2009 mình vẫn nhớ này. Chúng ta có nhân vật Anna đó. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục bắn nhá. Như những con Gunny Mobile trước đây mình đã từng trải nghiệm thì khi lúc mà vào game ấy, nó sẽ không giống như này đâu. Cái này là giống y hệt bản 2009 nhá. Bạn nào mà từng chơi bản Gunny 2009 rồi sẽ biết là nó
cái phần cốt truyện này, cái phần cả cái phần hướng dẫn này nó y hệt cái bản Gunny 209 luôn. Mình không chém gió gì luôn nhá, y hệt luôn. Đấy, đây anh em có thể an tâm, nó sẽ khác hoàn toàn những con Gunny sau này các bạn chơi. Nó khác ở cái phần cốt truyện này, nó khác ở cái phần hướng dẫn, khác y hệt luôn. Còn đây á, cái giao diện rồi cái phần cốt truyện hướng dẫn các thứ là nó y hệt con Gunny 209 luôn anh em nhá. Đấy, các bạn phải yên tâm. Bạn nào mà từng có thời gian trải nghiệm cái bản Gunny đời đầu ấy thì mình không hề chém gió luôn, là nó giống 100% luôn. Đấy. Như vậy là cái con đúng là đúng tên gọi Gunny Origin, là nó xây dựng dựa trên y hệt, tái hiện y hệt cái bản Gunny đời đầu luôn. Ok nha. Đây, chúng ta tiếp tục tập bắn thôi. Game hướng dẫn cũng khá là kỹ. Mặc dù là một con game làm lại nhưng mà nó vẫn sẽ hướng dẫn để cho các bạn, kể cả những game thủ mới ấy, vẫn có thể làm quen. Thật ra thì Gunny là một con game bắn súng tọa độ cũng khá là dễ chơi mà. Những cái độ khó trong cái thao tác ấy nó không quá khó, bởi vì là trượt này. Bởi vì là cái thước ngắm ấy nó cũng trợ lực, trợ hướng cho anh em rất là nhiều rồi. So với nhiều con game bắn súng canh tọa độ khác thì Gunny cũng khá là dễ chơi rồi. Các bạn nữ hoặc là những cái bạn nhỏ tuổi, tầm 13 tuổi đổ lên ấy, là hoàn toàn có thể chơi được con Gunny này nhá. Đây, chúng ta sẽ sử dụng các vật phẩm này. Đấy, chúng ta sẽ chỉnh góc. Các bạn thể bắn góc thấp, bắn góc cao. Bạn nào mà lần đầu tiên chơi những con game bắn súng canh tọa độ ấy thì tất nhiên là anh em sẽ phải mất nhiều thời gian hơn để các bạn làm quen với việc là chỉnh góc cũng như là canh lực ngắm bắn. Đây là đặc trưng của dòng game bắn súng canh tọa độ rồi. Nhưng mà mình nghĩ là với Gunny thì anh em sẽ dễ dàng làm quen thôi. Các bạn chơi, nếu mà mới là một người mới chơi thì các bạn chơi vài ngày là quen à. Còn nếu bạn nào mà chơi nhiều rồi ấy, chơi kiểu cái dạng game bắn súng canh tọa độ nhiều rồi ấy, thì sẽ không có vấn đề gì để các bạn... Ôi, có người sử dụng tên này rồi. Rồi, chúng ta sẽ sử dụng cỗ vàng 69. Phần cốt truyện này không cho bỏ qua nha. Game Gunny rất là dễ thương luôn. Nó dễ thương về mặt hình ảnh. Rồi sau này game có tính năng thời trang rất là đẹp. Rồi chúng ta có phần phó bản này. Chúng ta sẽ có phó bản cốt truyện nhé. Đó, game sẽ kết hợp. Ô này y hệt luôn này. Cũng phần cốt truyện này y hệt luôn này. Đánh kiến này. Đó, cũng có hệ thống phó bản cốt truyện. Sau này thì các bạn sẽ có đấu trường để PvP. Nói chung là mình thấy là cái con Gunny Origin này là nó chắc chắn là nó sẽ giống hệt cái Gunny 209 đời đầu mà các bạn từng chơi rồi. Anh em có thể yên tâm nha. Đây, anh em có thể sử dụng nó cắn đau đây. Đây, anh em có thể sử dụng vật phẩm hỗ trợ nhá. Sợ yếu nhỉ. Về mặt hình ảnh, âm thanh các thứ là không có gì để chê nhá. Giống y hệt luôn. Các tính năng y hệt luôn. Nói chung là nó đã là Gunny Origin, chắc chắn là mọi thứ nó phải giống như hồi xưa rồi. Đây, cũng lật thẻ này. Để giao diện lật thẻ y hệt luôn. Nói chung là anh em có thể yên tâm nhá. Rồi, chúng ta có phần túi đồ này. Chúng ta sẽ có hệ thống vũ khí nhá. Những cái loại vũ khí nó sẽ ảnh hưởng đến cái đường đạn của bạn sau này. Đó, chúng ta sẽ có rất nhiều vũ khí để sau này các bạn để lắp vào. Tức là cái game Gunny này thì nó sẽ kết hợp cái yếu tố bắn súng canh tọa độ và cái yếu tố nhập vai. Tức là cái chỉ số của vũ khí, của đồ đạc ấy, nó cũng sẽ ảnh hưởng đến người chơi. Đấy, bây giờ mình vừa lắp cái AK này, anh em thấy không? Cái đường, cái loại đạn nó thay đổi khác hẳn luôn. Ui, đông thế. Đây, các bạn phải chỉnh góc hướng bắn. Đấy, quen rồi thì sẽ dễ dàng làm quen thôi. Ui, đông đấy nhở. Ui, lắm tổ, mình vào tổ kiến rồi anh em ạ. Ui, đông đấy.
kìa, nó cắn mình này anh em này. Uầy, đông chưa? Vẫn nhớ hồi xưa là, hồi xưa mình chơi là nó kiểu cực kỳ khó luôn ấy. Kiểu hồi xưa mà kiểu mới vào chơi ấy, cảm thấy cuốn dã man luôn. Ui sao yếu như này. Đấy, mất máu nhiều quá anh em ơi. Một kiến này đông dã man luôn. À bây giờ phải đi hạ kiến tiên phong thôi. Chúng ta sẽ phải bay đi nhá. Chắc là mình sẽ phải bay đi rồi. Đây các bạn sẽ có một cái vật phẩm giúp các bạn bay luôn. Mình kiến, con kiến này nó quá đông. Ui khó nhỉ. Bây giờ mình phải đi. À phải hạ con kiến tiên phong này này. Chứ còn bây giờ mấy bọn kiến kia nó quá là đông đi. Đó, chỉ cần hạ được con kiến chúa này là anh em thắng này. Ui nhanh 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 nhanh. Rồi. Đấy, các bạn phải đôi khi phải khéo léo tí chứ bắn mấy con kiến con thì chắc là đến mùa quýt mới thắng được. Vì nó ra liên tục. Những cái phép quản có chuyện ban đầu ấy thì nó cũng khá là đơn giản thôi, để anh em dễ làm quen thôi, sau này nó mới khó hơn. Đấy, các bạn cố gắng là được mắc sao để mở hòm nhận thêm thưởng. Đây chúng ta có tính năng thi đấu này, các bạn sẽ có 3 loại là tự do, khiêu chiến và chiến thần hoàng kim. Trong phần tự do này anh em phải vào room hoặc là lập room để thi đấu với những người chơi khác. Đây, chúng ta sẽ học cách PvP nhá. Sau này các bạn có thể bật tắt thêm các tính năng nữa. Hệ thống sẽ nó sẽ tự động ghép cặp người chơi với nhau. Ở đây thì mình đang chơi 1v1, sau này các bạn có thể 2v2 các kiểu. Rồi chúng ta sẽ bắn này. Càng xa thì càng khó nhá. Nó sau này có cả hướng gió nữa cơ. Hiện tại thì do là mình cũng mới chơi ấy, nên cái phần hướng gió nó cũng khá là đơn giản thôi. Nên là nó ghi là gió không này. Hướng gió tức là như kiểu là ví dụ bạn bắn từ điểm A đến điểm B, nếu hướng gió không thì nó chắc chắn, nếu mà bạn chuẩn ấy thì nó sẽ chính xác đi thế. Nhưng mà gió nó thổi thì đằng đạn nó sẽ bay xa hơn chẳng hạn. Đấy thì anh em nên lưu ý. Đây là nó gọi là kỹ thuật nâng cao rồi của dòng game bắn súng cách giao độ rồi. Đấy, bắn càng xa càng khó luôn. Ui trượt rồi này. Nghe không? Đấy, may là đây là cái gọi là cái phần hướng dẫn này nó sẽ là auto trúng nhá. Chứ còn thực tế là sau này các bạn chơi ấy là phải, nó là bắn súng cách giao độ mà, phải ưu tiên cái sự chuẩn xác. Nhưng mà dù sao thì con game này dễ chơi rồi. Bạn anh em nào mới chơi ấy thì sẽ dễ dàng làm quen thôi. Nói chung là mình khá là ưng một điểm, đó là đúng là cái con Gunny Origin này nó mang đến cho mình là một người từng chơi Gunny 209 thôi nhá, từ Gunny đời đầu ấy, thì đúng nó sẽ mang lại cho mình đúng cái chất Gunny hồi xưa luôn, rất là hay. Bạn nào mà muốn từng chơi Gunny đời đầu ấy, muốn tìm lại cảm giác ấy, thì anh em có thể gọi là tải con game Gunny Origin này, sau này các bạn có thể về tải về nghịch thử. Đây chúng ta có phó bản huấn luyện này, các cái phó bản để các bạn tập luyện nữa. Đó, chúng ta sẽ học cách sử dụng máy bay. Máy bay này thì nó sẽ giúp các bạn thay đổi vị trí đứng của bạn. Đây, sử dụng vật phẩm này, các bạn sẽ bay đi. Đó, cái này thì bởi vì là đôi khi các bạn sẽ đứng ở những cái vị trí gọi là nó sẽ không đúng lắm, hoặc là bị kẹt góc ấy, hoặc là bị khi các bạn bị quay ấy, tức là bị hai đối thủ nó kẹp vào giữa, thì các bạn phải dùng bay đi để chạy trốn hoặc là thay đổi vị trí đứng. Rồi chúng ta sẽ đi đánh nữ vương kiến này. Rồi, mục tiêu để được 3 sao đó là trên nói chung là tiêu diệt càng nhanh càng tốt. Đây dù nhá, ở góc này là không bắn được này, đấy, anh em thấy không, là chúng ta sẽ phải sử dụng cái vật phẩm bay đi. Đấy, mình này bay đi, mình tìm góc bắn anh em ạ.
Rồi nếu bây giờ nó không trợ giúp này, những cái bản Gunny Mobile sau này ấy thì nó ui chuẩn luôn này, thì nó thường là sử dụng cái nó tức là nó sẽ có cái đường đạn nó hướng dẫn cực kỳ chính xác luôn. Nhưng mà với con Gunny đời đầu này hồi xưa thì nó không có ấy. Đôi khi là anh em phải tự canh thôi, tự canh lực. Một vừa rồi là mình bắn một phát chúng luôn anh em ạ. Đỉnh dã man. Vỡ mồm này. Ôi sao nó trâu đấy. Rồi thắng rồi. À nó chỉ bảo cần mình sống sót thôi. Mở hòm này, đấy, chúng ta sẽ có 9 cái ô như này, các bạn sẽ mở ngẫu nhiên ra các cái trang bị hoặc là nhận vàng, các thứ. Đấy, sau này các bạn sẽ có rất là nhiều cái tính năng khác nữa nhá. Đây là như kiểu đây là hệ thống nhiệm vụ này, game hướng dẫn rất là kỹ luôn. Kỹ hơn so với những cái con Gunny sau này luôn ấy. Cũng đúng thôi, vì nếu là một người chơi mới thì các bạn sẽ cần một cái hướng dẫn càng kỹ càng tốt. Rồi, đây là hệ thống nhiệm vụ nhận thưởng này. Đấy, tiếp tục đi làm nhiệm vụ cốt truyện nhá. Game hướng dẫn kỹ nhỉ? Nãy giờ là mình cũng chơi theo hướng dẫn của game thôi, chưa được tự do trải nghiệm lắm. Nhưng mà mình nghĩ như vậy là cũng là hợp lý thôi. Đấy, bây giờ bắn được tiêu diệt được nữ vương này. Ấy à. Ôi nó được bắn tiếp à. Rồi chúng ta sẽ phải đi ra khỏi cái vùng nguy hiểm này. Ui chưa rồi. Đấy anh em khó lắm chứ đùa đâu. Là đúng là kiểu đánh boss khác, rất là trâu luôn. Nhưng mà đây là cái, đây là cũng là cái cơ hội để các bạn tập luyện nha. Đấy sau này PvP với người chơi khác nó còn khó nữa. Đấy, các bạn sẽ di chuyển ra tránh ra khỏi cái vùng đỏ. Đấy, rất là khó luôn. Rất là trâu bò. Các bạn phải né ra nhá, còn nó bắn kỹ năng rất là đau. Đấy, ở dưới thì có một cái thanh là... Nó là thanh máu á. Thanh máu của các bạn. Đấy, nó là thanh máu. Và cái thanh thể lực. Thể lực tức là khi các bạn... Thể lực nó như nào. Đây, mình sẽ chỉ anh em đợi tí. Đấy, khi các bạn di chuyển này nó sẽ tốn thể lực này. Khi mà hết thể lực thì anh em sẽ không thể di chuyển nữa. Thì nó là thanh thể lực. Cũng khá là quan trọng nha. Ủa, bắn không ăn thua luôn. Trâu bò dã man luôn. Ôi anh em ơi, mình không được 3 sao rồi. Sao nó trâu nhỉ? Mình bắn... tức là để được 3 sao mình phải bắn dưới tiêu diệt trong 8 lượt. Nhưng mà bây giờ không được rồi. Đấy, để được 3 sao sau này rất là khó. Rồi ok, thắng rồi. Phải mất rất là nhiều lượt bắn. Nên được 2 sao thôi. Nên các bạn sau này có đi cái phó bản câu chuyện này cố gắng được 3 sao ấy, mở thêm hòm nhận thưởng. Hiện tại thì mình thấy là cái con Gunny Origin này đang rất là đông người chơi nha, đang rất là đông bạn các bạn thử nghiệm. Game cũng đang có 2 server để alpha test rồi. Đấy mở hòm nhận thưởng này, anh em thấy không?
hoàn thành nhiệm vụ. Đấy, chúng ta sẽ thi đấu 2v2 nha. Các bạn này mời bạn bè vào này. Đấy, và chúng ta sẽ thi đấu 2v2. Thi đấu tổ đội như này thì anh em sẽ yêu cầu thứ nhất là sự chuẩn xác, thứ hai là phải biết phối hợp với đồng đội để đạt cái hiệu quả cao nhất. Tức là thường là anh em sẽ tập trung combo vào một người. Đó, tập trung tiêu diệt trước một người. Thì để không đối thủ không bắn được mình nhiều ấy. À, có một vấn đề về âm thanh. Tức là ở bên ngoài ấy, nhạc nền rất là to, nhưng mà lúc vào game mình nhạc nền nó hơi bé một tí. Theo mình đây là lỗi. Thì hy vọng là game này game sẽ khắc phục sau. Tức là ở ngoài các bạn thấy nhạc nền nghe rất là to nhá, nhưng vào game thì nghe bé xíu à, kiểu bị lỗi. Đây không sao, vì dù sao đây cũng là phiên bản alpha test ấy, lỗi là bình thường. Sau này game cũng có chất voice này anh em này. Đối thủ bắn gà quá anh em ơi. Đấy, mình sẽ tiêu diệt đối thủ này trước. Đấy, bây giờ là 1v2 này. Đó, các bạn phải tập trung tiêu diệt một người trước. Ôi, đồng đội mình bắn gà quá. Thế này là trượt này anh em này. Tức là nó sẽ... nó không được tối đa sát thương ấy. Bởi vì bắn hơi trượt, bắn sau lưng hơi trượt. Nó không chuẩn. Đối thủ gà quá. Thật ra thì đây là cái phần hướng dẫn thôi. Nó như là mình đang đấu với máy ấy. Người đang trông nó cũng khá là easy. Để chủ yếu là cho người chơi làm quen mà anh em. Đấy, thậm chí bắn trượt nó đạn đuổi luôn này. Dù sao đây là cái phần hướng dẫn ấy, để người chơi làm quen. Thế là mình nghĩ là cái này bình thường thôi. Thế là mình mới nói là cái con game Gunny Origin này nó rất là dễ chơi. Các bạn dù là nhỏ tuổi. Úi dồi, đồng đội bắn cả mình luôn này. Anh em thấy không? Đồng đội bóp dã man luôn. Kể các bạn nhỏ tuổi hay là các bạn không phân biệt giới tính hay độ tuổi thì anh em hoàn toàn có thể chơi được cái con Gunny này. Đây là cái ưu điểm của Gunny so với rất là nhiều con game bắn súng canh độ khác từ trước đến nay. Ok, thì mình thấy là đại loại thì cái con Gunny Origin này rất là xứng đáng để các bạn trải nghiệm nha. Thì anh em có thể, mình sẽ để một đường link ở phần mô tả, anh em có thể gọi là tải game về tranh thủ đợt alpha test này, thì các bạn có thể tìm lại cảm giác khi xưa. Còn bạn nào mà một game thủ mới ý, thì cũng hoàn toàn có thể chơi được cái con Gunny Origin này nha. Chơi cũng rất là hay, rất là hấp dẫn luôn. Bạn nào mà chán game nhập vai rồi thì đổi gió sang những con dòng game bắn súng cách cao độ thì sẽ thấy thực sự là rất là bành cuốn. Nhạc lại to này. Tức là trong game thì nhạc rất là bé, nhưng mà ở ngoài thì nhạc nền rất là to luôn. Lỗi. Đây, nhận thưởng nhiệm vụ này. Đấy, hướng dẫn rất là kỹ. Sau này các bạn có tính năng kết hôn nhá, rồi bang hội, nông trại, nhiều lắm. Ải viện trinh, phòng cao thủ rất là nhiều. Đây, tính năng cộng đồng này. Rồi có cả tính năng sư đồ này, đầy đủ tính năng luôn. Đấy, kết bạn, kết hôn, sư đồ, đầy đủ luôn nhá. Hệ thống phó bản, săn boss đầy đủ luôn. Ok, thì trên đây là những cái trải nghiệm nhanh của cậu vàng về phiên bản Gunny Origin. Một cái phiên bản được làm lại cho giống cái phiên bản Gunny đời đầu. Thì nói chung là mình cũng khá là cảm thấy thích cái phiên bản lần này. Thì bạn nào quan tâm thì tải game và chơi thử nhá. Cảm ơn em đã theo dõi video này của cậu vàng. Bạn nào thấy thú vị đừng quên like, share, chia sẻ cũng như là subscribe cho kênh Tốc Game Online. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Bye bye.